Giá tiêu hôm nay 28 tháng 7 năm 2024 tăng 5.000 đồng trên kg trong tuần, chờ đợi hai sự kiện tuần tới. Giá tiêu trong khoảng 149.000 đến 150.000 đồng trên kg. Tổng kết tuần, giá tiêu tăng 4.000 đến 5.000 đồng trên kg, chinh phục mốc 150.000 đồng trên kg. Tuần trước, giá tiêu mất 5.000 đến 6.000 đồng trên kg. Tuần sau thị trường chờ đợi hai sự kiện quan trọng. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 150.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Đắk Nông, Giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 150.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 149.000 đồng trên kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 150.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 150.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 149.000 đồng trên kg. Giá tiêu đầu giờ sáng nay giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua. Tổng kết tuần Giá tiêu tăng 4.000 đến 5.000 đồng trên kg, chinh phục mốc 150.000 đồng trên kg. Tuần trước, giá tiêu mất 5.000 đến 6.000 đồng trên kg. Thị trường đang chờ đợi thông tin từ hội nghị tổng kết tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu ngành hàng gia vị 6 tháng đầu năm 2024 và định hướng sản xuất, kinh doanh cho 6 tháng cuối năm 2024 của Hiệp hội hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam diễn ra cuối tháng này. Thêm vào đó, tuần sau cục dự trữ liên bang Mỹ, Fed sẽ họp định kỳ ngày 30 đến ngày 31 tháng 7. Thị trường tin rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này, nhưng mở ra cơ hội bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Như vậy đồng đô la Mỹ sẽ hạ nhiệt, giúp các thị trường hàng hóa tăng. Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương, VITIC cho hay, trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu 141.392 tấn hạt tiêu các loại, với trị giá thu về 629,9 triệu đô la Mỹ, giảm 7,4% về lượng nhưng tăng tới hơn 30% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Ấn Độ là quốc gia sản xuất hạt tiêu lớn thứ ba thế giới, nhà nhập khẩu lớn thứ hai toàn cầu và thị trường tiêu thụ lớn thứ tư của Việt Nam đối với mặt hàng gia vị này. Ấn Độ nhập 6.813 tấn hạt tiêu từ Việt Nam với trị giá 28 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh 46,5% về lượng và tăng tới 90,6% về trị giá. Nước này đang có cơ chế bảo hộ ngành tiêu trong nước. Do đó, người tiêu dùng trong nước chủ yếu dùng tiêu mà họ trồng còn với tiêu nhập khẩu chủ yếu phục vụ mục đích chế biến và tái xuất khẩu. Trở ngại lớn nhất của Việt Nam khi xuất khẩu hạt tiêu sang Ấn Độ là mức thuế mà nước này đang áp dụng. Chính phủ Ấn Độ đang áp thuế nhập khẩu 52% đối với hạt tiêu có nguồn gốc từ các quốc gia ASEAN như Việt Nam và Campuchia và 70% đối với hạt tiêu từ quốc gia như Brazil và Trung Quốc. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cộng đồng hồ tiêu quốc tế IPC niêm yết giá tiêu đen Lampang, Indonesia chốt tại 7.150 đô la Mỹ trên tấn, giảm 0,15%. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.950 đô la Mỹ trên tấn, giảm 2,52%. Giá tiêu đen Kuching, Malaysia, ASTA mức 7.500 đô la Mỹ trên tấn. Giá tiêu trắng Mun tốc 9.103 đô la Mỹ trên tấn, giảm 0,16%. Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 8.800 đô la Mỹ trên tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 6.000 đô la Mỹ trên tấn với loại 500, loại 550 mức 6.600 đô la Mỹ trên tấn. Giá tiêu trắng ở mức 8.800 đô la Mỹ trên tấn.